Từ ngày 27 tháng 2 cho đến nay đã có nhiều người về từ vùng dịch Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Nội Bài đã được đưa về đơn vị quân đội tại Sơn Tây Hà Nội để bắt đầu đợt cách ly 14 ngày. Và để đảm bảo cuộc sống cho những người từ Hàn Quốc trở về đang được cách ly theo dõi dịch COVID-19 tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đơn vị quân đội đã huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ làm việc trong bếp phục vụ bữa ăn của hơn 700 người trong khu vực cách ly. Trong tổng số 750 người được cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có 19 người quốc tịch Hàn Quốc, còn lại là công dân Việt Nam. Trong thời gian cách ly tại đây, mỗi người sẽ được hưởng suất ăn như các chiến sĩ trong quân ngũ trị giá 57.000 đồng trên ngày trên một người. Riêng về nước thì uống thì chúng tôi đã phục vụ tại phòng. Riêng về ăn thì như các ông chí biết đây là chúng tôi đang chuẩn bị các suất ăn. Và trực tiếp ở đây thì trước mắt là hiện nay chúng tôi đang tổ chức ăn cho các công dân với ngày là 3 bữa cơm nóng là chúng tôi đưa lên tận phòng cho từng công dân trên các phòng để bảo đảm ăn tốt theo quy định. Thì hiện nay chúng tôi đang tổ chức ăn là 57.000 một người công dân trên một ngày, quân bình như vậy. Ngoài ra thì các cái phục vụ khác bảo đảm đầy đủ theo các cái quy định chế độ. Trưa ngày 28 tháng 2 có tới gần 800 suất cơm được chuẩn bị cho toàn bộ công dân và các cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá tại đây. 20 chiến sĩ hậu cần sẽ lên thực đơn từng ngày và từng bữa ăn cho công dân về cách ly để đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Đối với từng ngày có công dân đến cách ly thì công việc của đội ngũ anh chị em của phục vụ thì cũng cơ bản cũng có vất vả tất bật hơn. Thế nhưng mà tất cả anh chị em cũng đều xác định tinh thần trách nhiệm, làm phát huy hết tinh thần trách nhiệm để mà phục vụ được công dân được một cách rất là chu đáo. 8 thì như chị em phục vụ là cũng phải dậy từ khoảng 3 rưỡi 4 giờ sáng là phục vụ cho đến hết bữa tối là khoảng độ 7 giờ tối. Đội ngũ phục vụ cũng nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, đặt cái nhiệm vụ, đặt cái công việc về vệ sinh an toàn thực phẩm là lên trên hết. Chế biến, nói chung là từ khâu sơ chế chế biến cho đến khi mà chia ra thay thức ăn thì đều đảm bảo đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi giao đồ ăn đến khu vực cách ly, cán bộ chiến sĩ còn vệ sinh bàn để giao thức ăn vào khu vực cách ly bằng nước nóng. Cơm hộp sẽ được các chiến sĩ phía bên trong có đồ bảo hộ nhận đưa vào tận phòng cho nhân dân. Ngoài bữa ăn, người dân cũng được theo dõi khám sức khỏe thường xuyên và trang bị những vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Đối với những người có nhu cầu khác, gia đình có thể gửi đồ tiếp tế từ bên ngoài vào nếu đăng ký theo đúng quy trình của khu cách ly. Và để đảm bảo tối đa, những cán bộ chiến sĩ phục vụ bên trong khu cách ly cũng được cách ly 14 ngày mới được trở về nhà.